Hello, xin chào các bạn, là trả lời Vlog Tháng Miền Tây. Cũng hôm nay cũng mình báo cho các bạn là một tin buồn đó. Chú đang ở sống một mình ở dưới bụi tre thì hôm nay thì đột ngột chú qua đời rồi quý vị. Thì do căn bệnh của chú chắc đột quỵ quá quý vị đó. Thì anh em hàng xóm cũng lợi rất đông để sắp xếp cái đám tang cho chú. Thì trước mắt đó thì hỏi một người con của chú qua có đứng ra làm đám cho chú không. Đây thì anh em mình cũng có mặt tại đây và thông báo cho mọi người cũng biết ha. Thì ở đây cũng bà con lối xóm cũng lợi rất đông luôn. Để bỏ là ổng mất cỡ khoảng mấy giờ ha anh? Ổng mất cỡ khoảng 2 giờ. À, là 2 giờ trưa nay ha. 2 giờ chiều nay á. À. Rồi lại 3 giờ là thấy ổng còn nóng hổi luôn, rồi đem đi bệnh viện luôn. Rồi là lúc đó ai đem đi bệnh viện ha? Dạ em. À, rồi ôm tới bệnh viện không mà mất à? Dạ, ôm bệnh viện bác sĩ chích hết mũi nữa, chích thuốc hồi sinh đó. À. Rồi tiếp hơi nữa. À. Là đem tới nhà thương rồi mới mất ha? Dạ mới mất. À, lúc 2 giờ trưa. Dạ không, đúng rồi. Đây thì hôm nay thì chú đen cũng ra đi vĩnh viễn rồi quý vị. Thì hôm nay mình quay clip để cho quý vị ra bà con có bác được biết ha. À. Thì có hỏi con nuôi của chú ở nhà cũng gần đây thôi quý vị. Thì gia đình không có ra để làm đám cho cha luôn. Thì chắc Hoàng Trung đứng ra để làm đám, mua cái hòm cho chú và tận liệm tại đây và đem lên chùa làm phước và quả táng thôi, chứ không có con không có ra mặt để đứng ra làm đám quý vị. Thật đau lòng cho chú luôn. Đây thì hôm nay thì chú cũng ra đi vĩnh viễn rồi. À, mình làm cái video ngắn này để thông báo cho mọi người biết ha. Thì con cháu bà con lối xóm cũng đang bàn bạc cái vụ mà đi kêu con ra đứng làm đám mà nhưng không được nha bây giờ. Con không ra. Vậy là cho chú đứng ra đại diện kêu cái hòm hả? Ở trưởng ấp á. Ba. Đúng rồi. Dạ. Ờ, vậy là ông trưởng ấp đi lại tới nhà con là con không có đứng ra làm đám ha. Ờ, vậy cho nó biết rõ hơn. Đây quần áo chú với cái giọng chú làm hàng ngày với chiếc xe đạp chú đi bán vé số nè, anh em mình cũng kiếm nghề cho chú mần để sống qua ngày đó quý vị. Thì được có mấy bữa thôi, chú bán vé số nè, xe đạp này đi hàng ngày nè, cho chú làm giọng nghỉ trưa bây giờ cũng cập mới xong thôi. Này rất đau lòng luôn, bữa nay bão nữa, ngay bão luôn, còn chú luôn. À. Dạ. Hồi trưa chú còn thấy chú em đi bán vé số nữa ha. Vé số là đập xe đạp nó không có la không gì. Dạ. Giờ là thấy hồi trưa liền, bây giờ mất liền. Mất liền. Bởi vậy. Không hay. Bởi vậy chú bị đột quỵ quá. Dạ, bữa hổm bị hết lần rồi đó. Dạ. Con chú cũng bị đứa nó. Dạ. Không kịp đi, không kịp.
chở qua bệnh viện lớn mình hay là sao? Dạ không, chở đi bên xã Ninh. Ờ, rồi lúc đó mà đi thì cũng như bác sĩ bên đó là chuyển đó như thế nào? Chuyển đó ổng đi rồi, không có mạch, rồi tiếp hơi cho ổng vài cái, rồi chích thuốc hồi sinh. Có chích thuốc luôn? Dạ. Ờ. Rồi bác sĩ kêu đợi hồi, đợi hồi coi coi ở đó sao. Rồi bác sĩ đợi được 15 phút, rồi kêu đem về, phạt bao cho công an biết. Ừ. Rồi xong rồi em mới chở chú về lại. Dạ đúng rồi, em phải chở chú về đây. Rồi chở tới đây xong rồi lấy tranh thủ thời gian, lấy cái số đó đi, đi đổi cho ổng cho kịp thời gian, đổi lấy tiền lại. À, vậy là với lại hồi nãy em đi cái số của chú còn nhiều không em? Dạ còn 91 tờ. Số là còn 91 tờ. Chắc mới lái quá. Là em trả đại lý được không? Dạ đúng rồi. Rồi và cũng như đại lý cũng có gửi tiền lại thì đem để trong bóp vẫn có để cho chú. Là một con giữ tiền. Rồi đại lý cho thêm bao gạo nữa. À. Ờ đại lý cũng hỗ trợ một bao gạo ha. Tiền bạc còn để trong đó. Dạ. Thì cũng không ai dám gỡ đâu quý vị. Đó, chú chết đột ngột vậy thì cũng không ai dám. À, trưởng áp cũng có mặt ở đây luôn quý vị. À, chú trưởng áp cũng có mặt tại đây nha. Đây là chú trưởng áp. Hôm có rồi đó, hôm kia điện cho tâm mẹ nó là ư. Mẹ cho cháu nó có gửi trong chùa mấy cái nè. À, dạ dạ thưa. Đó, anh em cũng chở hòa hòa lại để làm đám cho chú đó, chắc chở lên chùa liền luôn quý vị. Cũng giờ là có hòm anh chú. Rồi có hòm anh chú điện cho trung tâm, rồi trung tâm để coi bây giờ phải chiếc kiếm xe gì chở. Bây giờ chắc đi, nếu mà vậy chắc liệm mà đi qua luôn Hao Ngọc. Rồi liệm đi chắc đi hả? Để tôi về bển tôi kiếm chiếc xe ba gác. Bây giờ mình về đi phải đi kiếm xe. Rồi. Thêm mấy người này qua tiếp hai ba người nha. Thôi có gì ở đây thì anh em mọi người cũng có thể tiếp. Nè nãy em trai này nè, em đem qua bển. Có em trai cũng đỡ nè. Ông thôi đâu biết ông đâu. Đâu biết ông. Mượn chiếc xe đi. Qua. Ở đây có ai xe có xe không? Mày được vậy là có người ta cho họp. Ờ có. Tại vì nhà cháu có nhỏ cháu hỏi có nhỏ cháu gửi hàng ở trong trong chùa mình này. Hoàn cảnh đồ bèo bèo đó mình hồi nãy điện cho Sơn Tông rồi. À. Sơn Tông nói bây giờ coi có anh em nào rảnh thì tôi tính dọn về đường này đang coi gì mình hỗ trợ. Có số người đã đi mua đó, cái nãy có người đi kêu mua hộp vậy đó, có gì gọi lại cho chú đó đây. Nãy nhờ cũng nhờ hơn gặp em đó. Anh em cũng tính mua cho chú một cái hàng để lên chùa thôi. Mà gặp chú này thì cũng làm từ thiện, cũng có hàng sẵn luôn. Cũng anh em hỗ trợ cái hàng đó. Thì anh em không có mua nữa bây giờ. Đó. Thì bây giờ thiếu cái gì thì kêu trưởng ấp giùm mua đi cho nó dễ, đặng đem chú lên chùa thôi chứ không có để lâu được quý vị. Trời cũng đang bão nữa. Cũng qua cuộc cha trưởng lão làng rồi lại tiếp người ta chân để chuẩn bị đem chú lên chùa nha quý vị, hỏa táng nha. Đây cũng tiếp chú người ta chân trưởng làng cuộc cha rồi cũng có mặt ở đây để tiếp chú đem lên liền chứ không có để qua đêm quý vị. Tuổi kia ông là tuổi thọ nó 78 mấy, ông đang tuổi sinh 54. Ai sinh năm đó ông như tuổi như nó mình nên 72 ông cũng 72 đấy. 75 75 đấy. Hôm chú có khẩu khẩu ở đây nè mà mình không có coi nha.
có. Dạ. Mà hụt nướng nấu nó dân khẩu. Dạ. Hậu khẩu cũng lạc đó. Hậu khẩu bị đỡm, hậu khẩu chá hết. Bà. Gì hương, gì hương đâu. Hậu gì hương. Bà. Bà còn á. Ông tốt luôn, ngày luôn, ông vua chinh ôi mơ chứ đó. Mà mình đặng mơ, mình đặng mơ xanh năm máy, click. Ba mình đợi ấy. Ba. Ha viên tới vô ơi. Bên đó. Dạ. Khơi gạch mình cho nó đinh chinh thì sóc. Dạ. Bạn ta chi nuôi chi đấy bạn chuột đi hôm nè. Dạ. Chuột yên của bạn ta hết cặp nó bởi vì trong bạn mẹ con cháu đấy y khơi nạt phết. Thôi dân khẩu thương cơ nó nữa. Ba. Nó. Hết đứng kịch. Cách là ớt bị cách là con cháu bình chấm, con cháu chấm, hơi cách. Mẹ đang chấm cách là chuột, dì mới nói là bị thâu. Bà. Hả dì, dì sập đấy. Bác nói tiếng Việt được không bác? Không gặp nhầm nhanh. Nói tiếng Việt đại đại cũng được. Để... Rồi à, con cháu tao thích con ưa. Con xin đưa gắn này đây. Bà quá thì xa bên, hồi ông hồi xưa ông là ở đây á, đi đào đất với vợ trước bà Hương. Rồi bà Hương mất rồi, ông tan rang không có ở nhà ở. Ông có con, không có vợ giấy, mà ông đi đào đất viết và ông thấy bà gặp bà kia ở Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên. Rồi bà kia đi trước nữa, ở với con trao hết được. Đập ông vậy tôi nói vậy phải hay không ạ? Đập ông có rượu. Chữ lum la ta con cha không ưa. Rồi mua được không bấy nhiêu thân hai mấy bữa hắn đó chị. Rồi đó có đeo trả lại cho ông đeo theo tay không biết. Năm thân một chuyện tôi không hiểu. Rồi có tiền đưa cho ông lại. Không biết bao nhiêu ngàn tôi không hiểu. Rồi tới gì đuổi ra đuổi lại ta đuổi đi chim đi mần cho chùa. Ở chùa Bái Xạo chùa Việt á. Mần ăn rồi đó. Ủa trở về lang bang là tới nhà không có nhà cửa ở, mấy chú thấy vậy muốn coi chú cho ông ở thì thôi. Ở nhà đấy người ta không chờ ở đâu, người ta chờ ở đâu. Lang thang vậy đó, tôi đâu có đó hiểu, tôi hiểu bao nhiêu thôi. Con cha không cho ở. Bác có thể chia sẻ là giống như hồi còn nhỏ cũng như chú đây có nuôi, cũng nuôi con vợ đó. Con. Có nuôi không? Nuôi. Nuôi lúc mấy tuổi rồi? Hồi đó chưa biết đi nữa, còn bú vậy đó đi đào đất ở Tân Hậu với tôi nè. Đào đất có tiền ở bạc bà với mua một chiếc bông nuôi con cho con sao nuôi đeo đó. Rồi bà mất rồi bà nói đi, mày lần sau mày bà nuôi ông kia ta ông chết theo đừng bỏ ông á. Bà cũng có nói gì ha? Bà nói vậy là trước sau đi cái đó là nói con sao biết cho chỉ cái chết luôn. Nói vậy là hiểu ha. Hiểu rồi. Cho cô chú đồ hiểu thế thêm á. Là chú đem cũng có con nuôi chị từ nhỏ luôn á. Từ nó đi tới bò tới giờ đó. Đào đất ở Sơn Hậu nè, gặp với tôi hỏi trong này ta biết hết. Mà không có dám nói. Dạ. Nói nữa ai đó người đó ăn cơm nhà mình không có chuyện mình nói chuyện người ta. Đúng rồi. Có chữ mình nữa. Mắc con cãi lộn nữa. Dạ. Hay tính ông này cũng vậy. Dạ. Không có gũ ai nói sao nói được có gũ. Ủa, lung tung cái chữ. Dạ. Hòa Bình. Con này giàu lắm. Vậy là sứ chú Đen ở Hòa Bình ha. Ở Hòa Bình. Dạ. Chỗ sân bánh á. Dạ. Có sân bánh dài đó. Dạ. Một vậy ông già ông gia đình ông nhà hồi xưa không á. Dạ. Cái nhà bà chú và bà ba nè. Dạ. Gia đình của ông này nè. Dạ. Có con đứa nữa, con gái, con trai nữa. Dạ. Mà thấy vậy nó đi theo mẹ anh tao thấy ông này thì lương thương ba chợ. Sống được lâu, bỏ lang thang mới đi đào đất đào như vậy bà mới gặp chị Hương tôi sao nè. Dạ. Như cái biết như vậy thôi. Dạ. Cái... em cũng chở hàng lại nha quý vị. Đó. Anh em cũng tiếp người tay chân thôi quý vị ạ. Đó. Đây là chỗ ấy chú nè, có người anh em nào có lòng hảo tâm thì mỗi người một ít ha, để cho sư tụng kinh cho chú Đen. Đây hậu khẩu.
Nếu mà đúng về pháp luật là chú cũng có cái quyền trong cái... Ủa là chú sanh năm 1946 ha? 74 tuổi. Dạ, 74 tuổi. Đó. À, hậu khẩu chú còn giữ nha quý vị. Cái này cắt lên cho chú hả? Cắt lên cho gia đình đi ha. Cho trưởng ấp cắt. Cho trưởng ấp cắt. Cho trưởng ấp cắt lên. Chắc tách ra hết rồi. Chắc chưa đâu. Bác ơi, con muốn hỏi bác thêm là ví dụ. Ờ, trong chùa cũng cho đó ha. Dạ, bây giờ chùa con cho tôi cũng thêm miệng phi cũng cho luôn. Lỡ ông vậy mà đời chuyện đâu có ai để đúng cho rồi, mình phải không rồi. Tại... làm tin luôn. Dạ, dạ. Cứ làm tới bến luôn đi ha dạ, bác. Dạ, không sao đâu. Lý nút ha. Lý nút ha. Dạ. Đó, bác là chuẩn bị nữa. Bác đi theo chú Đen này, cô chú anh chị thì... hoàn cảnh của bác Lý Nu thì cũng đi làm nghề thiêu chùa làm cái lò thiêu. Giờ bác cũng à, cũng rước sư lại nha quý vị, cho tụng kinh để chú liệm chú luôn và đem lên chùa luôn chứ không có để lâu quý vị. Không có bà con bác nghĩa chưa? Đúng rồi, con không có nhận. Không nhận rồi, đem đi rồi. Bây giờ người con nuôi chú nuôi hồi nhỏ tới lớn luôn. Đó thì cũng nhà gần đây mà không có nhận làm đám cho chú thì thành ra anh em cũng sắp xếp cho gọn cho đem lên chùa liền quý vị. Đó. Thì cũng có sư lại tụng kinh rồi ha. Đó. Có tiền còn không có thì cũng là từ thiện. Đây cũng có cô chú rồi lại cúng ha. À, của ít lòng nhiều mỗi người một ít đó quý vị. Mỗi người một ít để cho sư tụng kinh nha. Cho chú được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Để bác cũng như là cũng hay giúp người đó. Cho chú cũng đóng góp người chút cho chú Đen được lên chùa ha quý vị. À, cụ cha cũng làm phước luôn quý vị, đó là ông pháp sư á cũng làm phước cho chú luôn, không có lấy công lấy gì đâu. À, anh em cũng có cúng người mới ha, ít à, của ít lòng nhiều. Dạ. Mua lửa, mua dầu lửa. À, mua dầu lửa. À, em cũng tiếp gỡ cái chòi ra và để quần áo chú đem lên chùa cho chú hết luôn ha quý vị. Đó, chuẩn bị liệm à. Đó, chuẩn bị đây
cao su của chú đây, quần áo của chú sẽ ta đem lên cho chú hết, những chiếc xe đạp này luôn. Đây bây giờ bắt đầu gặp mặt chú lần cuối này nữa thôi thì vĩnh viễn rồi quý vị. Đây đó, Nam mô Phật, mong linh hồn của chú Đen sớm được về khỏi cực lạc. Nam mô Phật. Này bà con lại cũng rất đông luôn. Đấy, đưa tiễn chú lần cuối đó quý vị. Đó. Đây, chú sống ở đây dưới bụi tre này luôn nè quý vị. Đó, nhờ có bụi tre đó che nắng che mưa thôi. Cái cao su đồ cũng nhờ các vị sư trong chùa tum núp cho. Và anh em mình thấy vậy mới là cho tiền mua cái cao su mới chùm lên trên đó quý vị. Đó. Thì không có được bao lâu thì chú cũng đã ra đi vĩnh viễn đó quý vị. Đó, thật đau lòng luôn. Đây, anh em cũng dọn đồ lạc rồi chú bỏ dồn vô bao để đem lên chùa luôn nha quý vị. Cái vạt này cũng bữa hổm của chú mình thường quân mua cho đây, cũng ngủ cũng được có mới có chưa được tháng nữa quý vị. Đó là chú ra đi rồi. Đâu nhà nắng có đinh luôn không? Đinh á. Thank you.
Thôi cũng video cũng xin phép lại đây, đưa tiễn chú Đen lên chùa ha quý vị. Thì chúc cả nhà xem cũng một ngày thật vui vẻ và đầm ấm, và luôn luôn lúc nào cũng bằng an thành đạt ha. Thắng miền Tây chia sẻ tới đây cũng kết thúc video, để mình ngưng video để đưa chú lên chùa. Thì chúc cả nhà xem một ngày mới thật tràn đầy sức sống và nhiều sức khỏe nha, bình an trong cuộc sống. Nhớ niệm Phật cho chú một câu niệm Phật Nam Mô Phật ha, cho được chú được cái linh hồn chú được sớm được siêu thoát. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đây tới chùa đâu quý vị. Thì ông cụ này cũng chuẩn bị châm lửa nè, nó có củi sẵn luôn quý vị. Đó. Quả tán thôi. Châm dầu chú. Dạ châm dầu. Vậy mới lại tới là làm liền đó. Ở đây cũng chùa Tum Núp, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ha quý vị. Thì cũng đưa chú Đen tới chùa rồi đó, chỗ lò quả tán anh em đang chuẩn bị để chú Đen xuống để tạm biệt chú Đen lần cuối ha. Thì ở đây cũng tại chùa Tum Núp, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì anh em cũng đưa tới chùa rồi. Thì cũng mong linh hồn chú và mười phương chư Phật đồ độ cho chú sớm được siêu thoát. Cũng có con nuôi chú nuôi hồi nhỏ tới lớn luôn, mà tới chừng chú ra đi như vậy thì không có chấp nhận người cha và không có chịu làm đám. Thì thành ra trưởng ấp và tất cả anh em trong xóm rồi cũng lo hậu sự cho chú cho được suôn sẻ và sớm nhất quý vị. Đó, một thật là cảm động thiệt luôn đó quý vị ơi. Đó. Thì cũng có mấy người hàng xóm đưa tiễn thôi quý vị ơi. Đó. Đó. Chỉ có mấy người hàng xóm đưa tiễn thôi quý vị. Đó. Quý vị, củi có bao nhiêu đó thôi. Đó, đang châm dầu thôi. Để dầu vô, đổ vô là quả tán thôi. Khúc quả tán mình không có thể nào chia sẻ cho quý vị hết, mong quý vị thông cảm ha. Mình coi cái cảnh này mình cũng muốn rơi lệ luôn quý vị. Đó, thật cảm động luôn. Thấy thương cho chú Đen đó quý vị. Cũng có tình hàng xóm đó, cũng lợi rất đông luôn. Đó, thì xin chào mọi người.